Một ngày nuôi bé mỡ của bánh mì. Để nuôi bé mỡ thành công thì hôm nay bánh mì sẽ đi cắm trại ở khu Nam Phương, Thái Nguyên. Nhiệm vụ chính của bánh mì hôm nay là bóc sơ mít các bác ạ. Bạn của bánh mì sẽ đảm nhiệm chức vụ nướng thịt. Phát biểu cho người nướng thịt giỏi nhất hôm nay nào. Để xíu nữa được ăn nhiều thịt hơn thì mình đã hố lộ bạn mình chiếc sơ mít. Đó, ăn sơ mít của người ta thì phải cho người ta ăn nhiều thịt nha. Khi đi cắm trại thì chúng mình sẽ chuẩn bị thịt ướp ở nhà. Đến nơi chúng mình sẽ nướng và bổ hoa quả ra thôi. Những món rất cơ bản như salad, xúc xích, lạp sườn. Trời ơi các bác biết không, bé mỡ của bánh mì thì cực kỳ thích các món này nha. Không những bé mỡ được ăn ngon mà bé mỡ còn được ngắm những cái khung cảnh hết sức tuyệt vời các bác ạ. Lâu lắm rồi mà bánh mì mới thấy cái khung cảnh bình yên như thế này ý. Phía xa xa thì có đồi núi hùng vĩ. Khi mà vừa ăn vừa ngắm đồi núi sông hồ thì nó có một cảm giác cực kỳ tuyệt vời. Thỉnh thoảng có vài cơn gió nhẹ nó thổi vào mặt mình ý. Mang tiếng là cắm trại thôi chứ vào đó chúng mình cũng thuê bàn và thuê lều các bác ạ. Bé mỡ của bánh mì còn gửi gắm lời nhắn tới các bác như thế này. Hôm nào mà trời mát thì mới nên đi nướng thịt nha. 37-38 độ của miền Bắc ra đây có mà ngất. Sau những cái cơn sang chấn tâm hồn cái dạo này mình bị tào lao các bác ạ. Cũng vẫn là một cái ngày ăn bánh bao bình thường của mình thôi. Nhưng mà mình cứ phải làm quá nó lên ấy. Wow, cái nồi không vừa này. Đó, mình bị kiểu như vậy á. Cái xửng hấp nó không vừa với cái nồi. Thế nên chúng mình phải chọn một cái nồi thật bự. Mà trong khi chúng mình chỉ có vỏn vẹn thập cái bánh bao xanh. Wow, nó chanh dễ sợ. Nhìn thì nhông nhanh, ăn trong miệng thì nhai nhanh. Enzyme hóa tan thì vị nó thanh thanh. Cái gì mà tào lao vậy. Mình cũng muốn sống bình thường thôi. Nhưng mà dạo này mấy con ma tào lao nó cứ nhập vô mình ý. À quên mất chúng mình đang nói về cái chai bao. Chay, trời ơi chay bao. Bao chay, bánh bao chay. Hấp mãi mà nó không phình ra cơ. Trong tưởng tượng của mình cái bánh bao nó phải nở ra to gấp đôi cơ. Không, bánh bao chay. Nhìn đi có vẻ hay nhưng mà không hề may. Đĩa thức ăn sẽ được du hành một vòng quanh nhà. Vì theo như cái phong tục tập quán của chỗ mình, tính trên nhường dưới, trên bảo dưới phải nghe. Không nghe thì chỉ có oánh. Cuối cùng thì cũng đến cái khúc quan trọng trong cuộc đời của một cái bánh bao. Người đời thưởng thức, xong rồi chê bai. Không ngon nha, rất là không ngon nha các bác. Eo, ông Tèo nhà bên có cây thông bằng kẽm lông, trông thì như con kỳ nhông. Mình không thích nhưng mà cũng phải làm cơ. Nhiệm vụ của các bác là cảm thụ người xem thông qua cái nhạc từ video. Cho cái nhạc Giáng sinh cái coi nào. Trời trời, cái cây thông dạo này nó hot quá trời quá đất. Đã thế còn cây thông màu xanh cơ. Đúng đủ rồi các bác ơi. Ý trời, đúng cái đợt mà mình đang viết cái content xanh. Thông xanh, trông thì mong manh, làm thì không hề nhanh. Nằm xuống cái sàn nhà lạnh tanh mà vẫn không thể hoàn thành được anh. Bác nào muốn làm đón Giáng sinh thì tốt nhất nên rủ nhiều người làm vào. Chứ các bác xem bánh mì ngồi nhặt lá thông sáng giờ vẫn chưa lấy xong. Mà nhìn trái nhìn phải thì trông mình cũng không kém cây thông ở chỗ nào. Thế mà chả thấy anh nào đốt lửa tặng thơ. Nhưng mà cây thông nó có thơ nha. Ngồi buồn mà trách ông xanh, khi vui muốn khóc buồn tanh lại cười. Kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Giữa trời vách đá treo leo, ai mà chịu rét thì trèo với thông. Ai chịu, làm gì có ai chịu. Gắn mấy cái lá thông mà từ sáng giờ còn chưa xong đây này. Mình phải đi ăn thôi, các bác đợi xem thành quả phần sau nha. Mình có một thắc mắc là chúng mình sống thì có nhất định phải ăn không? Nhưng mà nếu chúng mình đã ăn thì nhất định phải ăn nhiều rau xanh vô nha. Tiếp đây thì bánh mì sẽ vào bếp, mặc tạp đè đồ đó. Không hà lâu thôi, rửa ngay một ít cải bỏ xôi. Đôi khi cái não của mình bị trôi bởi vì hôm nay chúng mình đâu có dùng quần ôi. Thôi, chúng mình vẫn ở cái vlog màu xanh các bác ạ. Chính vì vlog xanh nên chúng mình sẽ phải nấu một nồi canh. Sau đó thì khanh cái thớt bé ra để chúng mình thái salad cho nó nhanh. Nghe cái tiếng thái là không muốn phanh bởi vì nghe là hơi lanh canh. Đang thái rau xanh bon tay thì tự nhiên cháu mình nó chanh. Nhìn bàn tay thì có vẻ thanh nhưng mà làm cái gì thì cũng lanh. Xếp mấy cái hoa cỏ màu xanh thì cứ phải gọi là đẹp hơn cả chanh. Chủ yếu bánh kẹo hôm nay thì sẽ có màu xanh. Nhìn chữ thì đã thấy ghi trà xanh. Thế nên bánh mì cứ phải đứng đây canh. Mà dạo này bánh mì hay để ý thấy mấy em bé thời nay kiểu rất bạo và có sức sáng tạo. Nói không hề xạo một tí nào bởi vì từ một cái hộp đựng hoa quả mà bé nó đã tạo ra một cái hộp bánh. Thêm một tí hiệu ứng lóng lánh thì tuyệt vời các bác ạ. Và bây giờ thì bánh mì sẽ thử ăn cái bánh. Tách nhánh nó ra thì sẽ thấy rõ hơn ở bên trong. Bánh cũng đậm vị và xốp nha. Đố các bác, người ngủ dậy lúc 5 giờ sáng thì có thành công không? Bánh mì không biết vì chắc chắn không phải mình. Mới thò cái mặt ra đường mà đã thấy tấp nập người, đường ai nấy đi. Múa may quay cuồng với một gương mặt rất chia là tận hưởng mặt trời bình minh. Nếu các bác không muốn bị bắt trái tim, ra ngoài ban công thì hãy nhớ khóa cửa vào. Mình đói mà tự nhiên mình nhớ đến một gói mì tôm bé tẻo teo, nấu nước thêm hành pha chanh ớt, gói mì phút chốc đã đi vèo. Đang ăn gói mì không phải tôm và cũng chả có tôm. Tự nhiên mình nghe thấy tiếng gà gáy ở ngoài đường. Năm hết Tết đến nhà đổ xô đi mua gà các bác ạ. Mấy con ca con dậu ở trong chuồng tự nhiên có thêm mấy đứa bạn mới. Tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng mà rất có khả năng chúng nó sẽ vào cùng một cái nồi. Thôi, bỏ đi.
làm kiếp khác nhớ làm kiếp gà nha. Chuyên mục tiếp theo của buổi sáng hôm nay sẽ là giải cứu trái bưởi. Bưởi ơi bưởi rơi bị mình chỉ bóc vỏ chứ mình đâu có ăn. Nếu như bóc vỏ bưởi là cả một nghệ thuật thì người bóc bưởi chính là nghệ sĩ trừ mình. Không chỉ dồn cái nỗ lực của mình vào tay trái và cả tay phải để bóc vỏ bưởi mà người nghệ sĩ bóc bưởi còn cần dồn cả tâm trí vào đây các bác ạ. Lệch pha một tí thôi, múi bưởi nó sẽ nát, ăn không ngon, cả nhà chê. Mình đã tự nhủ trong lòng không được để mang tiếng như những nghệ sĩ nào đó, nên gọt bưởi xong nhớ đổ vỏ. Nếu người ta dành cả thanh xuân để có được anh thì em dành cả thanh xuân để kết thông xanh. Cây thông xanh thì cực kỳ được ưa chuộng ở trong cái mùa Giáng sinh. Bánh mì thì có nghe một vài câu chuyện người ta bảo rằng cái cây Christmas tree kiểu hiện đại thì nó có nguồn gốc từ nước Đức ở cái thế kỷ 16. Cái đoạn này thì bỏ qua nha, nhưng mà các bác có biết tại sao người ta chọn cây thông không? Tức là bên bển người ta hay kể những cái câu chuyện về kinh thánh và diễn kịch kinh thánh và những cái ngày Giáng sinh. Giáng sinh thì nó vào mùa đông, mà mùa đông ở bên bển thì nó có tuyết. Cái đoạn này thì cây trái các thứ nó trụi húi hết rồi các bác ạ. Nhưng mà theo như bánh mì để ý cái giai đoạn này thì cây thông nó cực kỳ xanh tốt, nó không bị rụng lá như những cái cây khác. Và các bác tưởng tượng nha, khi mà tuyết nó rơi ở trên cây thông ấy thì tuyết nó sẽ đọng lại ở trên những cái lá thông, nhìn trông nó cực kỳ đẹp. Và cái câu chuyện người ta lấy cây thông làm cây Giáng sinh thì nó còn cả một cái đoạn dài đằng sau nữa cơ. Tuy nhiên ở đây thì bánh mì không có đề cập đến, bánh mì chỉ muốn nói với các bác rằng cây Giáng sinh của bánh mì đã hoàn thành, nhưng mà nó có một cái độ rung lắc cực kỳ mạnh. Bạn hình bảo cây thông của mình nó thiếu cái đèn nháy, nhưng mà không sao, mình sẽ sáng tạo. Ở đây mình không cần nháy, sáng cả ngày cả đêm cơ. Trước khi các anh nông dân no bụng thì các anh ấy phải cắt cỏ chanh, chăn gà chăn vịt cho nó nhanh. Hôm nay bánh mì vẫn có những cái vết lốc màu xanh bởi vì viết content là nhanh mà nhìn nó cũng hơi long lanh. Đi chợ thì bánh mì chọn ngay chiếc bắp cải xanh bởi vì cầm vào nó rất đanh. Mấy con cua này rất tanh nên chúng mình không hợp để nấu canh. Bánh mì thì rất thích trà chanh, nhưng mà trà sữa có vị thạch xanh thì thôi cũng chịu. Đã là bánh có vần anh lại còn vị trà xanh nên mình sẽ lấy vài cái để cho các bé nhà mình. Người có trái tim mong manh như bánh mì thì làm việc gì cũng cần biết phanh. Sợ cháu mình ăn nhiều đường ngọt nó bị ú nên mình chỉ chọn 2 chiếc thôi. Ăn ít đồ ngọt, không ú thì sẽ không lú. Đang lồng tiếng video mà con chó nó cứ sủa lanh chanh, làm giảm đi sự đẹp đẽ của màu xanh trong bức tranh của bánh mì. Bánh mì nghe mọi người đồn bánh bao xanh có vị thanh thanh, cũng mua thử một thanh và rồi gặp chai nước màu xanh. Mình thì có cái tính hơi lưu manh nên gặp cái cây thông màu xanh thì cứ phải banh nó ra để xem nó có cái gì. Cứ tưởng đi một vòng thì đừng hòng gặp được nhau. Thế mà vẫn gặp chiếc bánh xanh. Cái cỡ trà xanh có lục tình thì không được nên mình cho hẳn thất tình. Vậy là hết một buổi chiều mong manh, gió thổi đành hanh. Hẹn gặp các bác ngày mai nha. Sau khi đi market mua đồ xanh về thì chúng mình sẽ unbox bánh trà xanh. Cái vỏ bánh thì vị nó bình thường thôi, nhưng mà cái kem bên trong nó thanh thanh mà không hề tanh. Leo leo hai đứa không có đồ ăn nhanh nha. Ăn nhanh xong thì bánh mì sẽ đi bỏ quả cam chua chanh và quả ổi màu xanh ra cái đĩa. Tiếp theo để làm salad thì chúng mình sẽ phải sơ chế mấy cái rau thủy canh. Bánh mì sẽ chọn banh 5 cái cọng để mình rửa cho nó sạch xanh xanh. Thêm đó sẽ có cải bắp và dưa baby. Cái dưa baby baby nó nhỏ thì chúng mình có thể chọn thêm khoảng 4 quả. Cái phần khó nhất và mệt mỏi nhất có lẽ là sắc lát salad. Hơi bị mỏi cổ tay một chút nhưng mà nó vui. Để tránh cái việc ăn salad xong chúng mình phải đi ca hát thì nên ngâm bằng muối trắng nha các bác ơi. Ôi các bác ơi, hôm nay phải mình đi chợ thì mua toàn đồ màu xanh mà vẫn không thể nào hiểu nổi lòng của các anh. Vậy nên mình sẽ cho một ít sốt dầu giấm lắc đều và trộn đều để cho nó thẩm thấu. Recommend các bác nên cho thêm sốt mayo, nếu không thì ăn mỗi cái sốt dầu giấm mình cứ thấy nó hơi ngang ngang ấy các bác ạ. Xin mời các bác. Hôm nay bánh mì mua toàn màu xanh, mở đầu là cam xanh, chua chanh. Mà tự nhiên bánh mì nhớ ra rằng mọi người hay bảo bánh mì hay lanh chanh. Chỉ đơn giản vì bánh mì thích màu xanh, đôi khi thì mình chạy hơi nhanh. Mà chỉ mong không gặp lưu manh vì nhỡ đâu không kịp phanh thì đời nó còn bớt mong manh. Sau khi bánh mì mua được quả cam xanh, chua chanh thì bây giờ bánh mì sẽ chuyển qua mua mấy cái rau lá xanh nhưng mà phải mỏng tanh. Vì khi mà chúng mình mua mấy cái loại rau mỏng tanh thì làm salad nó mới nhanh. Một số rau củ quả màu xanh xuất hiện trong bức tranh này chỉ mang tính chất làm nền cho cái video này. Mình cấm xem chứ mình mua dưa chuột các bác ạ. Bởi vì thời tiết miền Bắc dạo này nó hơi khô hanh nên bánh mì thèm ăn cái bánh trà xanh. Sau đó thì bánh mì chạy thật nhanh và kịp phanh ở quầy hoa quả Apple meo meo. Và bánh mì nhớ ra sáng nay mình bước hai chân ra ngoài cùng lúc nên mình sẽ mua hai quả ổi. Do bánh mì đang chạy KPI chủ đề màu xanh nên mình mua sắm cũng rất nhanh. Còn thời gian thì mình chạy qua đây chuyển bát tanh. Bạn mình gạ mua Milo xanh để uống cho nó thanh, nhưng mà mình không mua nên mình đi mua sốt. Ăn sốt mè thì rất ngon nhưng mà hôm nay mình chọn sốt giấm. Xong chúng mình đi về.